Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ha. Kết thúc môn này. Xong rồi, xong chương trình rồi đó. Rồi mà trước khi kết thúc hả? Môn ông thầy Giám Hiệu cũng hay. Trước khi cho quý vị ra ngoài, quý vị cho ra trường phải học cho được cái kinh gì đó, Đạo Bát Niết Bàn. Quý vị phải học cho được cái đó. Nếu mà chưa học kinh Đạo Bát Niết Bàn, gần như quý vị học mất nửa kinh điển thôi. Phải học cho được kinh Đạo Bát Niết Bàn ra trường là đúng mức. Thì hôm nay mình trước khi cho nghỉ ngơi rồi, thì ổng nó cũng phải làm khổ quý vị một chút, làm bài. Nhưng mà đơn giản thôi nha, sự gì đơn giản, không có gì hết. Đúng rồi, cho về nhà viết mà. Trời ơi, cái vị ngầu một hồi nữa kia. Hả? Hả hả? Tại vì làm cái kiểu đó sư cũng thất bại một cái. Là nó có ba cái cách bố thí. Tài thí, pháp thí, cái thứ ba là gì? Vô ý thí, nghĩa là sao hả? Đừng có làm người khác sợ. Không phải là đừng không sợ hãi, nhưng mà đừng có làm cho người khác người ta lo âu sợ sệt, thì cái đó gọi là bố thí vô ý. Đã để ý nha. Thì chúng ta sẽ làm cái bài thi cuối cuối môn ha. Bây giờ quý vị lật ra trang số 613 ở chương thứ 7 á. Thì cái vật lật cho có à, chứ cái cuốn đó quý vị thấy. Nếu mà là lật ra chắc có thôi, chứ còn mà đọc trong đó quý vị không hiểu nổi mà. Thì cái đó thì câu quý vị ghi câu thi luôn ha. Đây, để ghi câu hỏi nè. Lấy cái câu hỏi y chang như cái câu đó trong cái cuốn sách đó đó. Nếu tất cả di thức thì có gì? À hả? Nguyên câu hỏi trong đó đó. Đúng rồi, câu hỏi đi thi đó. Chị họ mà. Lát. Nếu tất cả di thức thì có gì? Đúng không? Trong sách có đúng không? À, lấy y chang câu đó đó. Thì có gì Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh ở trong kinh Lăng Già? Đâu cái bị tưởng đâu học Phật nó đơn giản à. Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh ở trong kinh Lăng Già có nghĩa là ý muốn nói đó là tất cả các pháp không có tự tánh, mà sao ở trong kinh Lăng Già Đức Phật ông nó có ba tự tánh? Hỏi bắt chặt kiểu đó đó. Thì cái câu hỏi này quý vị trả lời ba cái ý chính nè. À, cái này là để ý ha, ba ý chính là được 8 điểm rồi đó. Rồi trong một ý chính đó thì muốn vẽ cái gì đó là vẽ. Vẽ càng hay là vẽ ngoe hay là vẽ cái gì đó, vẽ mà vẽ cho nó trúng nha. Trong ba ý chính đó, trong cái câu hỏi đó quý vị trả lời ba ý này. Ý đầu tiên á là cái vị trình bày là biến kế chấp tự tánh là gì? Rồi trình bày luôn ha. Biến kế chấp
Không, trả lời luôn, trả lời luôn, hay là muốn đặt cho ba câu hỏi luôn đi ha, ba câu trả lời luôn đi. Câu trả lời thứ hai quý vị phải trả lời nè, là y tha khởi là gì? Ý thứ ba cần trả lời trong câu hỏi đó là viên thành thật tánh là gì? Viên thành thật. Nó quý vị học trong di thức, quý vị xài ba cái này xong là quý vị đem ra cuộc sống, quý vị xài nhiều thứ ích lợi lắm á. Hả? Viên thật, viên thành thật tánh là gì? Rồi bây giờ trả lời từng ý một ha. Là biến cái chấp tự tánh là gì? Trả lời cho luôn, còn cái gì nữa đâu. Giờ có chịu khó gì viết lại đó. Nhưng mà con cái sẽ có cơ hội. Con cái những cái câu giống y như là cái giống như cái vị đêm cái này vào trong cái cuộc sống trong gia đình á. Cái vị thấy đêm cái này áp dụng vô, rồi cái vị thấy nó thành quả như thế nào, cái vị ghi ví dụ đó vô. Cái đó nó mới quan trọng. Mong rằng là cái vị xài cho được cái giáo lý Đức Phật trong cuộc sống. Ý đầu tiên là biến cái chấp là gì? Kiến chấp phổ biến trong đại đa số quần chúng. Kiến chấp phổ biến đại khái đại đa số trong quần chúng. Lối chấp không có sự thật. Cái đó quan trọng á. Lối chấp không có sự thật, không hợp với chân lý. Rồi, ví dụ nè, biến cái chấp có nghĩa là cùng nhau một nhóm nào đó nha, cùng nhau quy định. Cái đó là cái tên gì hay là cái gì? Giống như một số đông người Việt chúng ta đó, quy định cái đồng tiền của người Việt mình nó có giá trị đúng không? Cái đồng tiền ví dụ như bây giờ đưa cái đồng tiền người Việt ra thì người Việt sẽ nói đồng tiền đây của người Việt. Nhưng mà cái đồng tiền này đem qua châu Phi á, nó có xài được, nó có biết là đồng tiền Việt không? Không, nó không có quy định. Nó gọi là một nhóm nào đó quy định cái tên đó, một nhóm thôi nha, mà không có đây này, không có sự thật và không hợp lý. Nếu mà gọi là chân lý á, thì cái đồng tiền của Việt Nam cả thế giới cũng ai cũng biết hết và ai cũng xài được hết. Đó là biến cái chấp chấp nê một cách sai lầm. Đó là cái từ biến cái chấp. Rồi người Mỹ người ta quy định đồng đô la đúng không, thì gọi là đồng đô la. Nhưng mà cái đồng đô la này đem lên cho mấy cái người mà dân tộc ở trên rừng trên rú á, có nhiều bộ tộc ở đâu biết, không biết đó nha. Thì cái này đó cũng là biến kế chấp. Mà đồng tiền đô la thì cái biến kế chấp số lượng người rộng đông hơn, hoặc là đồng tiền của một cái châu Phi hay nào đó thì nó chỉ sinh hoạt, nó chỉ có giá trị trong châu Phi mà thôi. Đức Phật gọi là cái đó là biến kế chấp. Hoặc là cái này người Việt chúng ta gọi là bông gì? Bông lan. Nhưng mà châu Phi nó qua mà nó thấy là bông lan, nó đâu có chịu cái tên bông lan này đâu, nó tên khác. Người Mỹ giờ mà nó bây giờ ít người Mỹ nó mày phải thấy cái bông này phải nói là từ bông lan nó mới được, nó đâu có chịu. Đây là cái gì? Biến kế chấp cùng nhau một số người Việt chúng ta nhìn thấy cái bông này, nó là bông lan vậy thôi. Mà đây là biến cái chấp một cách sai lầm nha, không hợp lý. Tại vì đâu có phải là chân, đâu là số lượng đông hết đâu, ai cũng biết đâu, ai cũng đồng tình đâu.
Nó là cái biến cái chấp ha. Ba cái này nó rất là nhiều. Rồi cái vị này liên quan tới gia đình, tới suy nghĩ của mình nữa nè. Chúng ta quy định giống như ở cái thời cái vị mà sống trong cái xã hội người Việt Nam, mà nhất là ở Huế, hay là cái xã hội cái thời đại đó, nó có cái nề nếp, có cái gia phong gì cái đó, hoặc là cái giai đoạn mà nó là trọng nam khinh nữ, hay đàn ông là số 1 gì đó. Mà cái vị bây giờ cái vị đem qua đây xài được không? Không có được. Cái đó là biến cái chấp cùng nhau quy định một số nhỏ nào đó trong cái giai đoạn nào đó mà thôi. Nó không phải là số đông. Thì rõ ràng cái việc coi nhìn hết đi, trên cái cuộc đời này là chúng ta bị biến cái chấp hết. Cái gì, cái tên tuổi, cái chế độ hay là cái thời đại, cái gì cũng là bị biến cái chấp quy định hết. Mà khổ một cái chúng ta quy định nó mà nó không được như chúng ta, thì chúng ta sanh cái gì? Phiền não khổ đau. Đó, cái tánh đầu tiên nhớ ha, là gần như để mình học chỉ làm gì. Như bữa trước nói cái vị đó, người Việt chúng ta quy định ăn phở có rau gì? Rau quế. Bây giờ vô cái quán mà nó đem kêu tô phở, nó đem cái rau khác ra, chuyện gì xảy ra? Không ăn bực bội, cự lộn ngay lập tức. Mình do biến cái chấp, chứ mà học đạo rồi. Ủa, cái này là chẳng qua một cái giai đoạn nào đó, lúc mà mới chế ra tô phở đâu phải là có cái rau này liền đâu. Cho quá trình ăn phở rồi người ta ăn thấy cái rau này nó hợp, nó ngon ngon, cái rồi giờ quy định nó thành cái hệ thống vậy. Rồi bây giờ mình không đem cái rau đó, đem cái rau húng rau gì ra ăn được không? Với cái tâm hành thoải mái được không? Thấy chưa, nó ngon lành chưa? Đó, rõ ràng là chúng ta bị biến cái chấp rất nhiều, gần như là hết trên cuộc sống này. Mà rõ ràng từ những cái biến cái chấp đó nó làm chúng ta khổ đau. Thì bây giờ cái tánh thứ hai xong ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ra 8 cái thức á, bát thức tâm vương á. Chúng ta co thử cái nào là biến cái chấp, cái nào là biến, cái nào là chấp. Mà lấy 8 cái thức đó ha. Thì cái thức đầu tiên á là A lại gia thức. Nhớ không? Học chi thức rồi. Chỉ có học bát thức tâm vương của 51 món tâm sở là cái cốt lõi của chi thức rồi đó. Thì chúng ta lấy bát thức tâm vương ra, chúng ta coi thử cái thức này nó thuộc biến hay là kế hay là như thế nào đó. Thì cái thức đầu tiên đó là A lại gia thức. Thì cái này mới nói rằng nó là biến nhưng mà không có kế. Biến là gì? Từ từ giải thích xíu ha. Biến là gì? Biến có nghĩa là nó có mặt thường trực, thường xuyên. Kế có nghĩa là nó không có so đo tính toán gì cả. Thì A lại giải thức là cái Phật tánh của mình á. Đức Phật nói là dù chúng ta mà ác như chàng vô não đó, thì cái Phật tánh chúng ta nó vẫn thường tồn trong con người. Là nó biến, có nghĩa là nó có mặt 24/24, lúc nào cũng có mặt hết. Thì đây chúng ta trình bày thêm này. Cái thức thứ A lại giải thức đó là biến mà không có kế. Biến có nghĩa là nó có mặt khi mà chúng ta có mặt trên cuộc đời, và nó mất đi, nó không còn nữa khi nào chúng ta từ giã cuộc đời. Được chưa? Nó có mặt thường như vậy gọi là biến. Mà nó không có kế có nghĩa là nó không có tính cái Phật tánh, mà đâu có tính toán so đo ăn thua buồn phiền trong đó. Nghĩa là nó thường xuyên hiện hữu trong đời sống con người. Ghi đi. Nghĩa là nó thường xuyên hiện hữu trong đời sống con người. Nhưng nó không có công năng tính toán so đo. Nhưng nó không có công năng tính toán so đo.
trong việc chấp nê, dù sai hay là đúng, nó không có công năng tính toán so đo trong việc chấp nê dù sai hay là đúng, là cái Phật tánh của mình á, cái chân tâm của mình á. Cái thức thứ bảy là gì? Mạt na thức. Mạt na thức thì biết rồi nè, vừa biến mà vừa kế. Vừa biến vừa kế phải, nghĩa là mạt na thức cũng thường xuyên hiện hữu cùng với a lại gia thức nha. Nó có mặt 24/24, giống như nó có mặt khi chúng ta có mặt cuộc đời và nó chết thì nó mới mất. Nghĩa là mạt na thức cũng thường xuyên hiện hữu cùng với a lại gia thức, nên gọi là biến. Và nó có công năng chấp ngã trường kỳ nên gọi là kế. Và nó có công năng chấp ngã trường kỳ nên gọi là kế. Nó dựa trên cái từ biến kế, chúng ta trình bày được hai cái cách thức rồi. Và nó có công năng chấp ngã trường kỳ nên gọi là kế. Bữa hổm nói rồi ha, cái mạt na thức là nó có hai cái công năng, một là chấp ngã, hai là gì? Duy trì. Nhớ ha, hiệp có mặt thằng A là gia thức á, thằng Phật tánh á, thì ngay lập tức mạt na thức có mặt. Giống như có vua thì có gì? Có quan. Không có cái triều đình nào mà có vua không có quan hết á. Đó là mạt na thức. Cái thức thứ sáu này nè, đệ lục thức. Đệ lục thức, kế mà không biến. Phải. Nghĩa là đệ lục thức về mặt so đo tính toán chấp nê. Nghĩa là đệ lục thức về mặt so đo tính toán chấp nê. Về mặt so đo tính toán chấp nê. Thì không có ý có thức nào bằng. Thì không có thức nào bằng, đó gọi là kế. Nhưng trong trường hợp con người có, nhưng trong năm trường hợp, con người ý thức vắng mặt, chấm. Vì vậy, ý thức không biến mà chỉ có kế. Không biến mà chỉ có kế. Không biến ở đây có nghĩa là cái thức này đó, nó có 5 trường hợp nó vắng mặt. Nếu mà nó có thường xuyên á thì nó là biến. Nhưng mà 5 trường hợp này nó không có mặt là gì? Ngủ sai, chết bất tỉnh.
Thứ hai nữa là hai thứ thiền, rồi hai cảnh trời nữa, là năm trường hợp. Đó là thức thứ sáu ha. Bây giờ thức còn lại một nhóm nữa là tiền ngũ thức. Mở ngoặc ra, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Tiền ngũ thức có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức là mũi, nhãn thức nhĩ là lỗ tai, nhĩ thức là lỗ tai, nhãn thức là con mắt, nhĩ thức lỗ tai, tỷ thức là mũi, gì nữa, thiệt thức là lưỡi, thân thức là cái thân. Thì không biến cũng không kế. Có khi nào mình nghe ai nói là cái lỗ mũi mình nó suy nghĩ nhiều không à? Có không? Không kế đó. Hay là mình nói sao cái lỗ tai tôi tự động nó suy nghĩ nhiều quá. Nó không đúng. Có nghĩa là nó suy nghĩ, nó tính toán so đo thì nó gọi là kế. Thì đây mới nói là không biến cũng không kế. Tiền ngũ thức này nó không biến không kế. Bởi vì tiền ngũ thức hiện khởi tùy thuộc vào cảnh duyên. Bởi vì tiền ngũ thức hiện khởi tùy thuộc vào cảnh duyên. Hiện khởi tùy thuộc vào cảnh duyên. Có cảnh duyên mới sanh khởi. Không có cảnh duyên không thể sanh khởi. Không có cảnh duyên nên không sanh khởi được. Chấm. Tiền ngũ thức không có tính liên tục thường xuyên. Tiền ngũ sức ngũ thức không có tính liên tục thường xuyên. Cho nên không biến. Và chỉ có hiện lượng. Chỉ có hiện lượng. Thầy đọc thì ghi luôn rồi đã giới thiệu hiện lượng cho. Hả? Không có sự tham gia của ý thức. Đúng rồi. Là gọi là hiện lượng. Và chỉ có hiện lượng cho nên cũng không kế. Chỉ có hiện lượng cho nên không cũng không có kế. Có nghĩa là đang trình bày, có nghĩa là tiền ngũ thức này nó không biến cũng không kế. Mà không kế ở đây có nghĩa là lúc đó những cái cảnh mà nó đi ngang qua con mắt á, mà nó đi giống như xa nãy vô đó, sẽ nhìn thấy cái bông này hay là cái gì mới ở đây, nhưng mà sẽ không xác định được nó màu gì kia nọ đó, thì lúc đó là gì? Gọi là hiện lượng. Có nghĩa là nó vẫn qua con mắt vẫn thấy nha, nhưng mà nó chưa phân biệt màu gì cái gì hết á. Có nghĩa là chưa có sự tham gia của gì?
ý thức vào trong đó, đánh giá màu này màu kia, cái này cái nọ đó, thì đó là hiện lượng. Mà hiện lượng đó thì đây nè, đang có là tiền ngũ thức nó đang nằm trong cái trường hợp này, nên nó không có kế, không có so đo tính toán, hay là không phân biệt màu cái này cái kia cái nọ gì hết. Rồi một ý ha. Giờ trình bày ý thứ hai nè, là gì? Y tha duyên như sanh khởi. Y tha duyên như sanh khởi. Hả? Y tha duyên như sanh khởi. Y tha khởi tự tánh cũng được nữa. Ừ. Chữ duyên đó một lát nó mới giải thích tại sao để chữ duyên trong đó. Mà dễ hiểu là y tha khởi tự tánh. Vậy đó, cái tánh thứ hai đó. Rồi hai chấm. Nói đủ là y tha duyên nhi sanh khởi. Đó, cái đó đó. Nói đủ là y tha duyên nhi sanh khởi. Nhi đồng á. Y tha duyên như sanh khởi. Duyên như sanh sinh khởi. Chấm. Nghĩa là nương nhiều nhân duyên. Nghĩa là nương nhiều nhân duyên. Phải nhiều yếu tố mà hình thành một chỉnh thể. Nhiều yếu tố mà hình thành một chỉnh thể. Ồ, tôi sư tính nói vậy chứ. Này giống hồi xưa quá. Hình thành một chỉnh thể của một sự vật. Đó, soạn ra đó, đọc dễ nó còn dễ. Đưa nguyên cuốn kia là cái vị không biết gì luôn. Chấm, sự vật đó không có tính độc lập á, tự sinh. Sự vật đó không có tính độc lập tự sinh. Và ví dụ ha, đọc cho kỹ này, ví dụ này là nương nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố mà hình thành, không có ghi nữa, nãy ghi rồi trên rồi đó, và giải thích thôi. Nương nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố tạo thành, thì nhiều lần ví dụ quý vị đó, bất cứ một vật nào trên đời này, không có một vật nào mà 1, 2, 3 nhân duyên tạo thành, mà phải nói là gì? Trùng nhân duyên. Đó, cái việc coi có cái nào tìm ra được 1, 2 cái nhân duyên tạo thành không? Dễ ngắn, kiếm cái gì mà ngắn nhất coi, dễ hiểu nhất coi, thì có cái nào tìm ra một nhân một duyên tạo thành không? Mà gần như trên cuộc đời này là y chang như vậy đó. Bây giờ cái việc coi có máy quay hình này nè, bây giờ mà mở ra cái việc thấy trong đó cái việc đếm cũng hết nữa. Những cái hình ảnh không, những cái mà sự thật trên đó mình đếm cũng không xể nữa. Huống hồ gì mà mình còn tìm về cái mặt gọi là vô vi. Những cái mà cái đó nó có, nó từ đâu nó có, rồi có người làm nên cái đó, rồi bao nhiêu người trong đó, rồi bao nhiêu cái máy mà để làm lên những cái con chip. Muốn ra cái con chip đó được thì người ta làm một cái máy nào đó chế ra cái con chip đó. Rồi bây giờ nó mới liên kết tới muốn có cái máy mà chế con chip đó, phải lấy những dụng cụ từ đâu. Phải nói là trùng nhân duyên. Bây giờ ví dụ như để phá là cái tánh đầu tiên á, cái sai lầm đầu tiên của mình á, mình quy định đây là bông lan,
đúng không? Người Việt đó nha, quy định nó là tình bông bông lan tím đi ha. Thì bây giờ đó, ngay hỏi cái bông lan này nè, ngay từ đầu mày mới sinh ra đó, mày tự xưng đứng lên mà tự xưng tao là bông lan màu tím không, màu tím không? Không có. Mà đây chỉ qua là số người Việt chúng ta nó sanh ra cái rồi tự động mà nó màu tím, nó màu tím. Còn cái chuyện bông cái từ lan này không biết người ta lấy từ cái nào, mà chỉ do người Việt chúng ta quy định, chứ bản thân nó cũng không biết nó tên bông lan nữa mà. Mà cái người chúng ta cứ nghĩ là bông lan này chỉ cần cái củ lan rồi đất rồi phân rồi người làm nó đủ rồi. Nhưng mà phân tích ra thì gọi là gì? Trùng nhân duyên tạo thành cái bông lan này. Để làm cái gì? Nó phá cái tánh đầu tiên của mình á. Cái tánh đầu tiên nó thất bại là chúng ta quy định nó tên bông lan. Mà bây giờ ai kêu trật á là nó bực bội, nó bất an là chữ lộn của nhau. Bây giờ mình hiểu rồi, nó không có tên tự, nó không có tự xưng nó là tên bông lan rồi đó. Mà nó là cái là trùng nhân duyên tạo thành, không phải là một nhân một duyên được. Thì bây giờ người ta muốn kêu cái tên gì kệ nó. Mà ai mà sư nói là ai mà gọi là tôi rất là thông minh, tôi rất là nhớ tốt cái bông lan này, tôi có thể kêu hàng trăm hàng ngàn cái tên khác nữa. Qua cái lăng kính của kinh Di Thức á, nó là anh càng bị vô minh còn dữ hơn nữa. Tôi chỉ biết một cái từ bông lan không á là tôi đã bị vô minh Phật đã chửi bới tôi rồi. Mà bây giờ anh tự xưng nó là tên này, tên kia, tên nọ. Mà bản thân cái bông lan ở đâu biết cái tên đó. Thấy chưa? Để làm cái gì? Bây giờ nó không có tên bông lan. Ai muốn kêu bông gì cũng được. Bông cúc, bông hồng, bông gì cũng được. Mình đừng có bực bội, đừng có bất an, đừng có khổ đau trước của nó. Cái tánh thứ hai này rất là quan trọng nha. Nó sẽ phá cái tánh đầu tiên. Và nó hình thành anh được cái tánh thứ ba. Cái tánh thứ ba là gì? Viên thành thật là cái tánh an lạc hạnh phúc, không có bực bội trước cái từ người ta kêu sai đó. Thấy chưa? Do chúng ta vô minh, bắt đầu giải thích luôn nha. Giải thích cái câu hỏi đầu tiên á, tại sao nó là vạn pháp trên đời này không có tự tánh mà Đức Phật nói ba tánh? Là do chúng ta bị vô minh. Chúng ta nói nó có, nó là vô minh ở đây có nghĩa chúng ta quy định nó cái tên nó. Từ chỉ cần có cái tánh đầu tiên nó có, nó vô minh, thì Đức Phật mới có là cái tánh thứ hai. Cái tánh thứ hai có thì nó mới lòi ra cái tánh thứ ba. Còn bây giờ chúng ta mà dựa trên cái tánh đầu tiên, cái tánh thứ hai đó, chúng ta hiểu thông, hiểu trúng. Hiểu trúng ở đây có nghĩa là nó không phải tên lan đâu, muốn kêu cái gì kệ nó. Thì lập tức cái tên lan hồi nãy muốn kêu cái tên gì cũng được. Phá được cái tánh đầu tiên chưa? Là biến cái chấp, anh muốn kêu cái gì đó kêu. Chúng ta không bực bội bất an trước cái tên tri trật này nè. Chúng ta được cái tánh thứ gì? Thứ ba là viên thành thật. Mà khi mà chúng ta phá được ba hai cái tánh đầu tiên và tánh thứ nhất cái thứ ba đó, có số một á thì mới có số hai. Bây giờ hai cái tánh một không có, tánh ba không có, số hai làm gì? Vô tánh. Được chưa? Giải quyết cái câu hỏi hồi nãy đó. Câu hỏi hồi nãy nó sao là Đức Phật nói là vạn pháp trên đời là vô tánh, là không có tánh gì cả, mà sao là ông bày ra ba cái tự tánh trong cái phẩm này? Là do mình hiểu lầm. Hiểu lầm là mình từ cái từ biến cái chấp nó mới sanh ra hai cái tánh sau. Bây giờ mình làm mất cái tánh đầu tiên. Cái tánh đầu tiên á, nhờ muốn mất được tánh hai, cái tánh đầu tiên và tánh có được cái tánh thứ ba đó, thì chúng ta phải hiểu trúng hiểu sai cái tánh thứ hai. Bây giờ ví dụ thêm cho mình nhớ nè. Đây ví dụ nha, cái này ăn điểm mà không mấy này nè. Mà cái vị lấy ví dụ khác nha, đừng lấy ví dụ của sư nha. Bây giờ đó, theo mà Dũng như bây giờ mình nói một người cai rượu. Ông cai xong, ông tự tin, ông đi khoe chỗ này chỗ kia, tu bữa nay ngon lành lắm, giỏi lắm, tuyệt vời lắm, tôi cai được rượu. Cái đó mới nghe thì đúng, khen ông.
Nhưng mà qua cái lăng kính ba cái tánh này này, anh không có công gì hết á. Tại vì anh say rượu, do anh uống rượu anh mới có cái chuyện say rượu của anh. Mà anh giải quyết chuyện say rượu nó mất cái chuyện say rượu của anh. Chứ con người sanh ra ai, đâu phải ai cũng uống rượu đâu. Thấy không? Hoàn toàn mới sinh ra là một người không bao giờ ghiền rượu, thì làm gì có cái chuyện cai rượu, làm gì có cái tánh thứ hai mà để đi cai rượu. Chị thấy rõ ràng chưa? Có nghĩa là cái người này cai rượu tự xưng là mình cai được, có nghĩa là do ông bị sai lầm. Sai lầm ông uống rượu là có cái tánh đầu tiên, ông mới bắt đầu mới cai rượu. Cai rượu được thì ông được hết bị rượu hành hạ là cái tánh thứ ba, đúng không? Mà bây giờ đó, ông trở, ông có nghĩa là cai rượu, ông bỏ hết cái sai lầm ông đi, ông trở về nguyên thủy của ông. Nguyên thủy của ông là người không say rượu. Mà không cai rượu thì đâu có tánh thứ hai là đi cai làm cái gì. Mà không có tánh thứ ba là đau khổ đâu. Được chưa? Thêm cái nữa nè. Khoe nè, giờ khoe nè, bắt đầu mới khoe nè. Thường thường á, mình học đạo đúng không? Mới vô học là Phật bài ra đủ pháp môn này, pháp môn kia rồi tu ghê gớm không ha. Nhưng mà đứng trên cái lăng kính mà kinh điển liễu nghĩa thượng thừa, mà cái vị đọc hay đã bắt nhã gì? Vô gì? Vô tu, vô chứng. Thấy chưa? Đó, những cái pháp môn tu thiền định, tu niệm Phật, tu trì chú này kia nọ là do chúng ta ngay từ đầu chúng ta sanh ra là đã Phật rồi. Một đứa con nít hiền thiện dễ thương, không tham không sân không si, mà do chúng ta lăn từ cái con nít đó mà lên lớn lên cái nó nhiều chuyện. Rồi bây giờ nhiều chuyện quá, bực bội, không hạnh phúc gì đó, chúng ta mới lấy giáo pháp Đức Phật ra chúng ta tu. Làm đích chúng ta làm gì? Trừ bỏ, loại trừ, lau chùi cái thứ mà nó đi đi một khúc cái đoạn nó dính vô đó đó. Rảy đó rồi cuối cùng lì về khen của Phật, con tu dữ lắm, bữa nay con ngon lành rồi đó. Ổng nói rồi bộ, ổng nói dở do mà hầu còn lúc đào là mới sinh ra mới giữ được chánh niệm mà tỉnh thức gì đó, đừng cái dính vào tham sân si rồi này kia nọ, là cái đó là Phật rồi, đến bây giờ luôn. Khỏi lau chùi, khỏi tu tập gì cả. Thấy chưa? Có nghĩa là do chúng ta phạm cái sai lầm dính vào phiền não, chúng ta mới có cái chuyện mà cái tánh thứ hai, gọi là tạm gọi tánh thứ hai đó là tu tập. Mà tu tập để nó được an lạc hạnh phúc là được cái tánh thứ ba. Mà bây giờ theo kinh điển liễu nghĩa thượng thừa đó, là Đức Phật ngay từ đầu Đức Phật sanh ra đời thành đạo xong, Đức Phật chỉ chúng ta thấy đó, là tất cả chúng ta đều là gì? Đều là Phật hết rồi. Đây là Phật không, ngầu hồi nãy giờ là Phật không đấy. Dám tin không? Tin chứ. Phải tin mới được. Cái vị co lại đi, Đức Phật của chúng ta đó, ổng là Phật, ổng có hơn chúng ta cái gì không? Về hình tướng, chỉ có ổng đẹp trai hơn mình thôi. Mà đẹp trai hơn mình là do cái quả báo, cái gọi là cái báo thân của ổng thôi. Còn là hoàn toàn tứ chi ăn uống đi sinh hoạt y chang chúng ta cả. Mà có ổng là 24 trên 24 là hoàn toàn những thứ phiền não không bao giờ chi phối không được miếng nào cả. Mà chúng ta gần như chúng ta ít có cơ hội để chúng ta sống không bị phiền não chi phối. Mà hồi nãy giờ cái vị ngồi nghe kinh này nè, đâu có bực, đâu có tham, đâu có sân, đâu có si. Có nghĩa là Phật, cái vị đang hội là Phật không đấy, nó hiện ra đấy, đang sống với Phật mình đấy. Học giấy mới đúng kinh điển Đức Phật. Chứ bây giờ cái việc học và đợi một ngày nào đó thành ông Phật như thế này thế kia rồi bao giờ thành. Mà cũng có thành đi nữa, không hơn được cái gì hết. Cũng con người này, cũng bận đồ này, cũng bận cái đầu tóc này thôi à. Đó, học kinh điển đến mức độ đó, cái việc tin đến mức độ đó mới là đệ tử Đức Phật. Còn cái vị cứ lo ao cái, mà con cái là chúng ta sống với Phật của mình á, nó ít quá. Một lát đi ra cái là ai dẫm chiếc dép cái bực bội à, cái Phật mình văng đi chỗ khác à.
Phật hiện, Phật mà ẩn á, thì gì? Chúng sanh hiện. Mà hiện tại ngầu ở đây là Phật hiện, chúng sanh ẩn. Vậy thôi à, chỉ có hơn bao nhiêu thôi à. Chứ thấy rõ ràng Đức Phật cũng không hơn chúng ta về tứ chi hay là cái gì cả. Hay là quý vị thấy rõ ràng Đức Phật thành Phật so với Thái tử Tất Đa thời đó cũng không mập, không hơn cái gì cả. Mà do cái trí tuệ của Đức Phật, và Đức Phật sống trong thiền định á, là gần như 24/24. Không có nào mà từ cái nói, cái hành động, việc làm của Đức Phật trong cái kiểm soát, cái ý nghĩ, cái suy nghĩ Đức Phật á, và trí tuệ của Đức Phật cả. Vậy thôi ha. Bây giờ chúng ta đi tu tập là lý do đó. Học nè, thiền định nè, rồi thì chú nè, tụng kinh nè. Mục đích là để làm gì? Trở lại của chánh niệm thôi à. Giờ đi ra, đi thành ngồi trong lớp này là Phật không đấy. Bây giờ bước ra kia cái mà mất chánh niệm, cái ai dẫm đôi dép là bật lên. Mà kịp chánh niệm cái, ôi trời, dép nên dẫm cái thì thôi bỏ đi. Cái mình vẫn giữ Phật của mình được. Chỉ có bao nhiêu thôi hà. Chứ quý vị đừng học Phật mà có hình tướng bay hay là gì vàng chói cái gì đó. Học kiểu đó là không có trúng Phật miếng nào cả. Mà quý vị cũng không hưởng được cái gì của Đức Phật đâu. Trong thực tế nó đọc cái Phật, Đức Phật của mình là vậy đó. Ngờ được chưa? Trời ơi, nói hoài. Hả? Đề thi sẽ gửi trên cái ấy ha. Căn phòng rồi cái vị ấy sao? Tới cái tánh thứ mấy rồi ha? Thứ hai rồi đúng không? Cái tánh thứ ba là viên thành thật. Tánh hai chấm. Khi nhận thức rõ không còn lầm lẫn đối với tính y tha khởi, không còn lầm lẫn đối với tánh y tha khởi, loại trừ tính biến kế chấp sai lầm, đó gọi là viên thành thật. Đó là rõ ràng ha. Nhận thức, khi nhận thức rõ ràng không còn lầm lẫn, mà gần như, nói thì đơn giản nhưng mà gần như cuộc đời này gần như là từ người ngu, nói nhỏ nhỏ ấy, đến người trí thức, gần như bị cái ba cái tánh biến kế này nó quá nặng, đau khổ trước ba cái tánh này, mà gần như không có được cái tánh thứ ba này này, viên thành thật này, không, gần như không có nhận thức đúng cái bản thể của vấn đề, của sự việc. Không phải Phật tánh, có nghĩa là cái biểu hiện này cũng giống như là hạnh phúc giải thoát giác ngộ vậy đó. Có nghĩa là biến cái chấp lại sai lầm, đau khổ. Mà mình hiểu được cái y tha khởi nó chính xác rồi á, thì mình được cái tánh thứ ba nó không đau khổ là gì? Giải thoát, niết bàn hay là an lạc. Thì gần như chúng ta sai lầm bởi chúng ta không có cái tánh thứ ba này rất là nhiều. Hả? Khi nhận thức rõ không còn lầm lẫn, không còn lầm lẫn đối với tánh y tha khởi, thì rõ ràng loại được từ cái tánh biến cái chấp, như hồi nãy giờ ví dụ á, vậy thôi à. Không, cái này không phải Phật tánh.
Cái này là ba cái tánh mà để chúng ta giải quyết những cái khổ đau giữa cuộc đời này, mà gần là nhiều lắm đó nha. Bây giờ thêm ví dụ mà trong thực tế trong cái gia đình nè, thường thường chúng ta quy định đó, đa số gần như ai cũng giống nhau à, do các bạn ngã lớn quá. Chúng ta quy định, chúng ta nghĩ là cái suy nghĩ chúng ta, cái nhận thức, cái hiểu biết chúng ta là chúng, đúng không? Đó là nếu mà nói về cái mặt gọi là cái bản ngã quá lớn. Mà nếu mà nói về cái này gọi là gì? Biên kế chấp, quy định chấp nê cho mình là nhận thức trúng, thì chuyện gì xảy ra? Nhà biến thành địa ngục ngay lập tức. Thì bây giờ đó, muốn để mà phá được cái tánh thứ hai, cái tánh đầu tiên này đó, cái biến cái chấp này đó, quý vị hiểu như thế nào? Cái tánh thứ hai, y thai duyên khởi này nè, hiểu bằng cách này nè, có nghĩa là cái suy nghĩ chúng ta, cái nhận thức chúng ta, chẳng qua là một trong hàng trăm hàng ngàn đáp án mà thôi. Thì bây giờ con cháu chúng ta đưa một cái đáp án khác, chúng ta có sanh ra bực không? Không. Mà không bực bội thì được cái gì? Cái tánh thứ ba, nó phá cái tánh thứ hai, thứ nhất. Thấy chưa? Áp dụng sư nói kinh điển Đức Phật là một cái thuốc mà để trị những cái bệnh mà chúng ta đang dính ngay cái cuộc sống này, chứ không phải đợi mai mốt về trên đó nha. Học kinh điển kiểu đó là thua rồi đó. Bây giờ mà học không được an lạc, không có cái nhân an lạc mà đừng có đòi gì trên đó. Quý vị không có học kinh điển mà không có tạo được cái nhân lành, không có giải quyết được phiền não mà cái tánh đó đó, quý vị mà xui nha, mà về trên đó đó, thì Phật sẽ sạc, Bồ Tát sẽ kéo đi chỗ khác, chứ không đại quản xảy ra đó. Tại là xui là tại vì biết sao không? Sư nói xui đó là tại vì chắc chắn là không có ai cho cái vị trên đó rồi đó. Còn cái tánh đó mà ai cho về? Ông đang ngồi liêm diêm vậy, nó bực quá, gì đâu mà cả cái thế giới mà không ai nói chuyện hết, buồn quá, chịu không nổi, gây của mấy ông Phật, mấy ông Bồ Tát. Đúng rồi. Nhưng mà yên tâm đi, cái chuyện mà nói cái việc cầu nguyện gì trên đó đó, cái đó là cái giáo lý sơ sài, rất là sơ sài. Cái thế giới ta bà cực lạc là cái nơi đó là phải cái điều kiện vì loại trừ hết cái tâm phiền não mới được gì. Mà hết rồi đi đâu nữa? Hết rồi ở chỗ này được không? Hạnh phúc không? Giống như là cái người mà đã mà có tội rồi đó, bây giờ tôi nói tôi không muốn vô tù, được không? Nó cũng lâu vô à. Mà bây giờ không có tội gì hết, tôi muốn vô trong tù tôi tu, cho không? Không. Thấy chưa? Cái chuyện mà kinh điển y chang vậy, đừng có khờ nữa. Học cái cao đẳng này đừng có bỏ cái tư tưởng đó đi. Mà rõ ràng cái vị loại trừ cái phiền não là ngay hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình mình trước rồi đó. Tập cái ba cái tánh là trong cái cuộc sống này, bất cứ cái nào cái vị đêm kinh điển này đã áp dụng là cái vị rõ ràng trước tiên là cái vị hạnh phúc, rồi con cháu cái vị nó sẽ hạnh phúc lây. Là tại vì sao? Bà nội bà ngoại nay dễ thương quá, lắng nghe con nói. Ừ, không có hồi xưa là áp đặt, mi không có quyền nói, ta lớn ta có quyền nói. Bây giờ lắng nghe, bà nội nay dễ thương quá, con đi múc nước bà ngoại bà nội uống này, bưng đồ ăn bà nội. Đó là chúng ta tu tập, nó có an lạc cho chính bản thân chúng ta và gia đình, rồi xã hội này nó ảnh hưởng lây hết. Sư nói cái đạo Phật mà phân tích đúng mức thì cái sư nói rằng cái mà làm cho xã hội này bình yên hạnh phúc là phải nó là cái tôn giáo mà đạo Phật. Không phải ba phải có nghĩa là cái người đó không biết gì cả, nó cái gì cũng mô Phật, cái gì cũng ok hết. Còn cái này cái biết của cái người mà gọi này đó là ông nội của cái thằng biết nữa. Có nghĩa là bây giờ giống dụ như sư nói quý vị nhiều lần đó,
Bây giờ giống như cái danh lợi đó, ai cũng ham cũng chạy trong đó. Mà cho cái người mà nghiên cứu kinh điển tốt là không cần, không phải là ba phải. Mà tôi nhìn thấy là anh khi mà có cái địa vị danh vọng anh khổ đau quá. Tôi mà tôi nhảy vô đó tôi khổ đau, tôi không có ngu. Cái hiểu biết tôi hơn anh rất là nhiều. Chứ không phải là tôi ngu, không phải là tôi ba phải. Cái đó cái vị ý. Ba phải là cái người đó không biết gì hết về cái đó, rồi nói cái gì cũng ok ok hết là không phải. Còn cái này là cái biết của mình, cả trên cái biết bình thường của người đời. Được chưa? Đó gọi là trí tuệ đấy. Hả? Rồi ha, cũng giải thích luôn câu rồi đó ha. Cái câu đầu tiên là đặt câu hỏi đó, đó là nếu tất cả là di thức thì tại sao Phật là nói ba tự tánh? Ba tự tánh là do mình chấp nê sai lầm. Cái biến do từ cái đầu tiên, cái tánh đầu tiên là biến cái chấp nó có mặt, thì ngay lập tức thằng y thay khởi có mặt và viên thành thật có mặt. Mà khi chúng ta sử dụng đúng cái tánh thứ hai, y thay khởi đúng mức rồi á, thì ngay lập tức cái tánh đầu tiên nó mất, tánh thứ hai mất. Thì không có ai mà nói là có con số 1 đúng không? Bao giờ có con số 1 mới có con số 2. Mà bây giờ cái tánh đầu tiên mất, tánh thứ ba mất, thì tánh số 1 nó trở thành vô tánh. Được chưa? Giống như hồi nãy ví dụ á, ví dụ giống như là cái người mà say rượu á, từ ban đầu mới sinh ra không ai uống rượu hết á, mà ông uống ông say ông chỉnh rồi, cái bây giờ ông cai được, ông tự khen ông không à. Nhưng mà bây giờ ông hiểu được cái say rượu nó không phải là tốt, ông cai nghiện đi, thì ngay lập tức cái khổ đau mà vì rượu, cái tính thứ ba đó nó còn không? Không có. Và ông hiểu được là con người không phải sinh ra ai cũng phải uống rượu, ông không còn uống rượu nữa, thì nó phá đi cái tánh đầu tiên. Ông chỉ cần hiểu trúng là cái rượu nó rất là nguy hiểm, mà cái rượu này không phải ai cũng phải bị hết, thì ông không còn ghiền rượu, là ông phá được cái tánh đầu tiên. Và ông được cái tánh thứ ba là không bị đau khổ mà được an lạc, không bị rượu á, rượu nó quậy phá đó, thì ngay lập tức cái tánh thứ hai nó còn mình nó à. Mà nó còn mình nó thì nó đâu gọi là số 1 được, mà nó gọi là vô tánh. Được chưa? Còn cái sườn thì nó vậy nha. Rồi còn cái phần mà cái vị về, giống như trong cái cuộc sống mình á, trong gia đình á, cái vị đêm, cái ba cái ý này nè, cái vị thực hiện trong gia đình á, cái vị thấy, cái vị ví dụ, tánh thứ nhất này con sai chỗ này nè, cái bữa đó con làm như vậy vậy đó, con áp dụng cái tánh thứ, con suy nghĩ trúng cái tánh thứ hai như vậy đó, rồi cái con không hết đau khổ, rồi là phá được cái tánh đầu tiên rồi, tánh thứ ba con cháu con nó gần con, nó dễ, con thấy dễ thương hơn, là được cái tánh thứ ba. Đó là những cái ví dụ này áp dụng trong cuộc sống là chúng ta hết đau khổ ngay. Mục đích kinh điển là thuốc để trị cái bệnh đó vậy thôi. Rồi xong. Hồi nãy giờ mà quý vị ghi đúng mức đó là bây giờ chỉ cần gì ghi mấy cái ví dụ vô nữa là nộp bài được luôn rồi đó. Sướng quá, còn gì nữa. Đúng rồi. Tuần sau. Cái sách này đó là sư phải soạn cái cuốn Đại Bát Niết Bàn nó quá dài. Mà sư cũng chưa biết là cái trường cho cái thời gian của sư bao lâu nữa. Nếu mà thời gian ngắn á, là phải càng soạn cho thiệt ngắn. Bộ kinh Đại Bát Niết Bàn là cực kỳ dài. Dài dữ lắm. Nhưng mà tùy cái thời lượng mà cho của mình á, thì bắt buộc sư phải dạy, sư phải soạn ra những cái ý nào quan trọng nhất. Giống như trong di thức này cũng vậy thôi. Chứ còn học mà đúng mức là di thức cái việc học không hết. Đó.
học mà đưa cái vị đọc không biết gì đâu. Cái cuốn này phải nói là đưa cho các vị mà chuyên nghiên cứu về di thức á thì một mai mới đọc hiểu được. Mà phải trước tiên là phải học di thức cho nhiều cái đã. Thì cái cuốn này ngài tị sĩ viết là theo cái dạng nghiên cứu, mà chúng ta là học theo cái dạng là gọn ngắn thôi, hiểu để mà thực hành, chứ không phải là học giả. Chúng ta là nghiên cứu thực hiện là hành giả, học để tu. Còn mấy vị kia là cái dạng mà là học giả, có nghĩa là nghiên cứu là chính. Trời ơi, nó gọn kiểu đó dễ hiểu cái đó, vì không hiểu nữa thôi luôn, thua luôn đó. Và nó là dùng những cái từ ngữ như thế nào, rồi trình bày như thế nào qua cái hiểu biết rồi đó, rồi mới gì, có nghĩa là qua cái giáo lý của Đức Phật, rồi qua cái ăn uống, có nghĩa là gọi là thiền định tư duy gì đó, rồi trình bày theo cái kiểu của mình, những cái từ ngữ để cho cái vị dễ hiểu là chắc nhất. Rồi thôi vậy ha, vậy là xong di thức rồi đó ha. Giờ cái vị có ngủ rồi được rồi đó.